không bị hư. Như ở phía trước đầu đây là một cái máy canh nhiệt độ này đó, anh sẽ bật lên để kiểm tra thử nhiệt độ nó là bao nhiêu độ, mà thời gian đó mình nghỉ ngơi, mình tái tạo năng lượng được. Đúng. Mình phải tranh thủ thôi, ban đêm này mình buồn ngủ thì mình chợp mắt 2-3 tiếng đồng hồ. Trên cái đoạn đường này thì cũng còn khá là xa, khi mà hơn 100 km nữa thì các anh em mới đến được cửa khẩu. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hôm nay thì Bùi Hồ cùng với đang lang thang ở Hà Nội cùng với em Phong Bụi. Và nhiệt độ ở Hà Nội là bây giờ nhiêu nói nha. Bây giờ là 15 độ. Đầu tiên mặc một cái áo, bây giờ phải kéo thêm cái áo nữa nè, hai lớp luôn. Này, ba cái áo. Hai anh em là ba cái áo. Và sáng nay thì chưa ăn gì. Ăn tô mì hả? Dạ. Ăn tô mì một cô không? Cứng. Ê, sao? Lên cầu đi hướng nào ta? Lên cầu. Bây giờ thì đợi xe container đúng không? Dạ. Từ đây lên trên đó khoảng tới chiều là tới á. Và nhìn, nếu mà nhìn một chiếc xe cong á, đầu kéo á, nhìn rất là nhỏ. Nhưng mà nếu mà mình leo lên trên đó sẽ thấy là một cái không gian cực kỳ rộng. Trên đó có hai giường ngủ và có thêm chỗ 2 chỗ ngồi nữa, cho nên là cái sức chứa được 4 người. Và tối nay anh em mình sẽ hành trình lên đó, là tối nay anh em mình sẽ ngủ ở cửa khẩu và chung với tài xế luôn. Dạ, dạ. Ở đây là một cái đoạn đường này đi Lạng Sơn thì chỉ có thể đi tuyến đường này thôi đúng không? Đây là quốc lộ 1 á. Hiện nay thì cái tình hình ở cửa khẩu, hôm nay anh em mình đi cửa khẩu gì? Hôm nay thì mình sẽ đi cửa khẩu Hữu Nghị. Đây là một trong những cửa khẩu chính ngạch lớn ở Việt Nam của Trung Quốc. Có các cửa khẩu lớn như là cửa khẩu Tân Thanh, Hữu Nghị, Móng Cái và một số cửa khẩu bên Lào Cai nữa. Nó nằm đây là cái cửa khẩu lớn. Nhưng mà mấy ngày qua thì có những cái tình hình như là các hàng nông sản nó là không được nhập được. Bây giờ là các xe ồ ạt đang quay đầu lại để bán hàng ở tại Hải Phòng hoặc là Hà Nội. Và điều đặc biệt là khi mà các hàng nông sản không xuất khẩu sang Trung Quốc được á, thì người dân ở miền Tây nói riêng và Việt Nam nói chung rất là điêu đứng. Thì trong đó có những cái mặt hàng như là thanh long nè, xoài của Đồng Tháp nè, thanh long của Long An, ngay cả những cái mặt hàng như là mít thì họ phải đang xếp hàng chờ tới đó, phải không? Thì cái câu chuyện ngày hôm nay anh em mình đi á, có hai vấn đề. Thứ nhất là chia sẻ cho mọi người hiểu hơn về cái nghề tài xế đường dài, cái cực nhọc như thế nào. Và thêm một cái câu chuyện nữa đó là nông sản Việt Nam đang đứng trên cái bờ khá là gọi là vực thẳm luôn anh. Và trong tương lai khoảng 1-2 tháng nữa thì chắc chắn là nông dân ở miền Tây là 100% bề luôn này. Thông tin với cô bác quý chị á, thì Bùi Hồ thì ở miền Tây, thì người dân ở tỉnh Đồng Tháp nói riêng và một số tỉnh miền Tây á, nói chung á, thì đa số là họ trồng mít với lại xoài. Và mít thì lúc trước thì người dân thu nhập rất là ổn, là giá tầm 20 đến 30 ngàn 1 kg. Nhưng hiện nay vào dịp gần Tết thì mít Thái chỉ còn 3 đến 4 ngàn 1 kg. Thậm chí là đôi khi là bán cũng không được luôn cô bác quý anh chị. Trong khi đó thì mặt hàng thanh long của tỉnh Long An thì lại là không mua. Và hiện nay thì đang có dấu hiệu là các xe tài xế công phải quay đầu xe về, chạy đoạn đường rất là xa. Và cái chi phí bảo quản thì cũng ngất ngưỡng ở trên đó. Đó là một cái tín hiệu rất là buồn cho người dân ở miền Tây, và đặc biệt là vào dịp cận Tết Nguyên Đán này. Thì bây giờ tiếp tục thì Bùi Hồ với lại Phong Bụi sẽ đi theo xe tài xế công để cho cô bác quý chị biết được cái nghề của tài xế đường dài, cũng như là mặt hàng nông sản ở cửa khẩu Thanh Nghị là như thế nào cô bác quý chị. Bây giờ thì anh em sẽ tiếp tục hành trình đợi bắt tài xế đến đây. Và đây là chiếc xe đầu kéo mà hai anh em sẽ tham gia vào đến cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn cô bác quý chị. Và nói chung là cái lần đầu tiên hôm nay cái cảm giác nó bởi hai cái giường lận, thiệt ra hai cái giường đúng là hai cái. Ở đây là hai cái giường này hả? Do là mình đẩy lên để tiết kiệm cái không gian cho anh sinh hoạt nó dễ hơn. Thì hồi nãy lúc anh em mình tới thì Thanh là người cầm vô lăng và mới đổi tay chuyển sang anh Cương. Thì cứ mỗi người như vậy là 6 tiếng. Tóm lại là cứ một buổi cửa ăn á là sẽ đổi một bắt tay một lần. Cho nên là hành trình đường dài nó cũng hai anh em, nhưng mà đôi ít khi được nói chuyện lắm. Người ngủ người lái à. Anh Cương vậy mỗi một chuyến đi như thế là hành trình mà dài nhất là mình sẽ lấy hàng từ ở đâu và chuyển lên đến cửa khẩu anh? Hôm nay mình thường chạy từ ở Tiền Giang ra cửa khẩu Lạng Sơn, Lào Cai. Đoạn đường đó là bao nhiêu km anh Cương hả? Từ Tiền Giang đi ra thì 2.000 cây số, 2.000 km. Thông thường thì mình sẽ đi khoảng bao nhiêu ngày, bao nhiêu đêm hả anh? Thì mình đi khoảng 2 ngày 2 đêm. Dạ. 20 tiếng, 20 giờ. Vậy thì anh với lại anh Thanh sẽ thường xuyên 6 tiếng là thay phiên nhau một lần. Một người lái thì một người sẽ nằm nghỉ ngơi ở ngoài sau lưng này. Đúng rồi. Nếu mà đi xe công anh có một cái tích cực nữa là hàng này là hàng xe công lạnh, thì không chỉ là anh tập trung anh lái đâu, tập trung lái là một chuyện nữa, thêm một cái chuyện nữa là bác tài cũng phải lo cả cái hàng hóa phía sau. Nếu như ví dụ như chở sầu riêng đi thì thậm chí giá trị hàng hóa lên đến 200-300 triệu đồng, có khi là tỷ đồng những cái hàng nông sản như vậy. Cho nên á, quá trình chạy á còn phải canh nhiệt độ, làm sao mà đảm bảo nhiệt độ cho hàng nông sản không bị hư. Như ở phía trước đầu đây là một cái máy canh nhiệt độ này đó, anh sẽ bật lên thì kiểm tra thử nhiệt độ nó là bao nhiêu độ. Như vậy là 13 độ C hả? 13 độ. Và cho nên là khi đảo mắt thì liên tục phải canh, vừa lái vừa canh cái nhiệt độ. Đôi khi quên một cái là hư hàng là tài xế phải gánh trả. Ôi, nông sản của mình đang chở ngoài sau, ở ngoài sau thùng này là cái gì anh? Mít hả? Thì nhiệt độ của mít mà để bảo quản đến cửa khẩu là thường là khoảng 13 độ thôi. Chủ hàng người ta cho từ 10 độ đến 12 độ. 10 đến 12 độ. Mà cái máy lạnh ở trong thùng công á, đôi khi nó cũng không có chuẩn lắm, cho nên là phải dùng kinh nghiệm nữa. Ví dụ canh 12 độ thì mình phải tắt để cho nó rớt xuống còn 10 độ. Hoặc là canh xuống âm xuống xíu là phải tắt liền, canh thêm phút nữa. Vậy là vừa lo cái việc chạy nè, vừa canh cái mặt hàng của mình đang chở, cái nhiệt độ nó phải phù hợp với lại cái rau củ mình chở. Mình phải mở cái cửa cong nữa là mình lên mình coi hàng có cái phút qua độ, dạ. Cắm vào quả bít á, dạ. Nhiệt độ nó bao nhiêu theo nhiệt độ mà chủ hàng cho phép đó. Ở đây rất là nhiều, em thấy rất là nhiều nút điều khiển ở trên này, từ xăng, báo xăng rồi báo. Chị thấy anh thấy cần số ha, xe một xe ô tô bình thường là 5 số thôi, 4 số thôi, đây bút tới 12 số. 12 số hả? Cái chuyện mà để chọn 12 số cũng gian nan. Anh Cương là năm nay là bao nhiêu rồi anh Cương? Bao nhiêu tuổi rồi? Đây 33 tuổi. Anh Cương là có gia đình chưa? Có rồi ạ. Dạ. Đi như thế này thì 2 ngày thì mình mới về nhà một lần anh Cương? Không. Như tùy theo chuyến à. Nếu mà chuyến nào mình bóc hàng về sớm thì mình có thể ở phía nhà mình chơi một vài tiếng đồng hồ rồi mình đi tiếp. Nếu mà bóc hàng về muộn thì đi suốt luôn, không thiếu ở nhà. Vậy là anh Cương là lấy hàng từ miền Tây trở sang cửa khẩu ở Lạng Sơn. Thì quê anh thì ở Bình Định. Như vậy thì trên cái chuyến hành trình Bắc Nam á là sẽ đi ngang qua quê hương. Và thời điểm mà được gặp nhà, tranh thủ một cái khoảng khắc thời gian ngắn tới quê nhà đó là Bình Định, dừng chân thăm vợ, thăm con một xíu rồi tiếp tục cái hành trình. Cho nên là thiệt ra gọi là tới thăm có được túc tắc anh, thật ra ở đây à. Chỉ thăm được một vài tiếng đồng hồ thôi. Cái công việc của mình nó cứ xuyên suốt vậy hả anh Cương hả? Đúng rồi. Có một điều nữa là thời gian gần đây anh Cương thì hàng nông sản ở Việt Nam mình đang bị cửa khẩu 25 ngày. Cả một chuyến nó đi ra đi vào là 25 ngày. 25 ngày là coi như một tháng. Một tháng một chuyến. Còn nếu như suôn sẻ thì một tháng thì mình chạy được bao nhiêu chuyến hàng như thế này? Nhưng mà nếu như mấy hôm không ủng ứ thì một tháng mình chạy được 2 chuyến đến 3 chuyến. Đây thì một tháng một chuyến thôi. Dạ. Nhiều anh em bây giờ hơn một tháng rồi mà vẫn chưa được bỏ hàng đó. Vậy thì chủ xe sao? Chủ xe hỗ trợ những cái chuyến hàng như vậy sao? Thì chủ xe thì người ta chịu hết chi phí, mọi chi phí thôi. Nhưng mà em được biết là tài xế chạy theo chuyến hàng mới nhận được tiền công. Thay vì một tháng anh chạy được 3-4 chuyến thì một tháng anh bị kẹt có một lúc một chuyến à. Thì tiền công nó có tăng hơn hay là như thế nào? Một chuyến thì mình vẫn nhận tiền một chuyến thôi. Chứ bây giờ chủ xe người ta cũng đâu có doanh thu đâu. Chủ xe người ta nằm một tháng một chuyến thì người ta chi phí rất là cao. Vậy là mình cũng đâu có lời đâu. Đúng rồi. Đối với anh thì khi mà anh ở trên cái cửa khẩu 25 ngày đó thì khó khăn nhất đối với nghề tài công của mình là gì hả anh Cương ha? Nói chung là bây giờ ở trên đó sinh hoạt nó là tù túng lắm. Từ cái nước non vệ sinh như ăn uống là mình tù túng hết. Đó là bãi chờ, còn lên trên bãi còn chở mình xuất hàng qua Trung Quốc á 400.000 một ngày. Đổ xe đấy, rồi tắm rửa thì vệ sinh mọi thứ đều đèn hết, chi phí cao. Còn nếu mà xe mà nằm một tháng rồi không qua được thì chuyến đó coi như lỗ chứ không có doanh thu nữa. Và hiện tại bây giờ bên đấy Thanh Long bây giờ Trung Quốc không có cho nhập qua nữa. Đó, anh em lên đó bây giờ phải quay đầu, bây giờ chủ hàng người ta bỏ. Xe mình phải tự kiếm đường để bán thu được đồng tiền cước nào, còn bây giờ chủ hàng người ta bỏ. À trời ơi, có nghĩa là hiện giờ là chủ hàng á trên nông sản họ không bán được, coi như họ bỏ luôn hàng, họ luôn họ xu luôn cả tiền cước mình. Đúng rồi. Thì bắt tay để bù lại tiền công và tiền xăng, tiền xe thì bằng cách là tự xử lý cái hàng đó để bù lỗ để kiếm chỗ tiêu thụ. Gian nan vậy trời. Mỗi một ngày như thế thì vận hành một cái bảo quản cái nông sản ở ngoài sao anh Cương, máy lạnh đó thì tốn chi phí khoảng bao nhiêu tiền anh ha? Nếu mà cái lúc thì xe đổ ngoài bãi là cái hàng mình đã nó đủ đồ lạnh rồi, chi phí tiền dầu thì còn một ngày từ 500 đến 1 triệu tiền dầu, khoảng 500.000 tiền dầu tùy theo cái mặt hàng. Mít thì tiền dầu nó sẽ cao hơn mấy loại hàng kia là 200 đến 300.000. Như vậy là mỗi ngày một xe bị kẹt á thì tốn trung bình 1 triệu đồng. 1 triệu đồng chưa tính tiền ăn uống và tiền phát sinh rồi hả mò? Tiền bãi nữa. Tiền bãi nữa. Tiền bãi là 400.000 là 1 triệu rưỡi. Tiền ăn hai tài xế là một ngày 400 là 2 triệu. Đấy, tiền dầu máy lạnh nữa. Nói chung là một ngày xe đổ là phải tốn 1,5 triệu chi phí. Mỗi một cái chuyến hàng thì mình chở đối với mặt hàng mít của mình ở đằng sau này thì mình chở được bao nhiêu tấn hả? Như mít thì tầm 22 đến 25 tấn. 22 đến 25 tấn. 1 tấn thì mình giá trị bao nhiêu anh? Nguyên cái công hiện giờ là giá trị tiền hàng là bao nhiêu tiền? Mít thì bây giờ trong giá thấp nó rẻ, nếu mà lên xong xuôi lên công thì tầm 10.000 một con đấy. 10.000 một ký. Thì 1 tấn là 10 triệu. 1 tấn 10 triệu ta. Đúng rồi, tấn 10 triệu. 25 tấn là 250 triệu. 250. Mà anh thấy không, cái chuyện mà chạy máy lạnh mà không đạt là coi như là đứt hàng, hư hàng cái là mình phải bù lỗ luôn. Thì mà nó cũng đỡ hơn sầu riêng á, đây mà chở sầu riêng là số giá trị kinh tế nó không hơn nữa. Thật ra thì đối với một người tài xế mà lái xe khách đó không, thì cái trách nhiệm nó nhẹ lắm, chỉ chở khách đến đó thì mình thả khách đi du lịch rồi xong thì trở về thôi, thì khách đi đâu đi. Nhưng mà đối với một người tài xế công nó áp lực về hàng hóa, và đặc biệt là phải bảo quản, rồi ngay cả không có xảy ra cái tình trạng màu mứ, thì cái việc mà canh nhiệt độ như em nói lúc nãy đó cũng là cả một vấn đề. Bây giờ thì mình đã ra khỏi cái địa phận thành phố Hà Nội rồi ha, tới Bắc Ninh rồi, chỉ còn khoảng hơn 100 cây số nữa là mình tới cửa khẩu, và ở tới đó thì sẽ cho bà con cô bác xem cái hình ảnh hàng nông sản của Việt Nam mình đang mới như thế nào. Một cái hình ảnh mà đối với người miền Tây nói riêng, người Việt Nam nói chung là không ai mong muốn nhìn thấy, tại vì cũng gần cận Tết rồi, mà cái thu nhập của người miền Tây á là trong nhờ chính vào cái nông sản này. Em biết không, thì cái quê của anh á thì hiện nay thì họ tất cả ruộng đều lên vườn để mà trồng mít hết rồi. Và đối với những cái mặt hàng như là thanh long của Long An á thì họ cũng trồng với một cái số lượng lớn từ năm rồi, mà đến thời điểm này thanh long thì lại không mua, thì mít thì tất cả nó lại ùn ứ như thế này, rớt giá đến thậm chí là 1.000, 2.000 đồng 1 kg, bán cho thương lái mua để mà từ thương lái nó mới chuyển về nữa. Thì cái Tết năm nay chắc có lẽ là lao đao cho người dân. Không có, em có từng đi về miền Tây đó, thì em trước đây thì em biết một cái chú bán bít với hơn 20 kg bít, mà hơn 100 kg bít nhá, em bao nhiêu? 132.000 đồng. 132.000 đồng. Đó, một tuần mới thu hoạch được một lần nha. Thì em cảm thấy cái mức trồng đó với lại cái em cảm thấy đó, lần đầu tiên mà chứng kiến được cái cảnh đó đó. Nó tương xứng luôn, thậm chí mình nếu mà có phương tiện đó mình mua mão luôn cả 1.000.000 mấy lượng mít đó, nhưng mà mình thấy chú mất một cái khoảng thời gian dài chăm sóc những cái cây mít mà bán với giá 132.000 đồng quá bèo, chưa được một cái bữa ăn thịnh soạn một gia đình 3 người trong một tuần lễ. Và hiện nay thì mình đang ở địa phận tỉnh nào? Bắc Ninh. Có mấy anh em bác tài cũng chia sẻ là có những lúc mà bụi mù cực kỳ khủng khiếp, nhưng mà vì cái tính chất đó là phải buộc phải chạy cho nó đảm bảo cái thời gian á, thì dùng khăn lạnh nè, rồi dùng những cái cách đi thăm xe rồi á để nó hạn chế, để nó tỉnh ngủ. Thì đó, giờ còn cách nào nữa không, hay là anh hay áp dụng những cách mà mọi người chia sẻ như vậy không? Thì anh em thì có nhiều cách đó thôi, dễ dàng, có cách nào khác không? Nhưng mà tốt nhất là cứ thấy buồn ngủ là mình nghỉ ngơi xíu cho nó an toàn hơn. Nếu mà hết chịu nói nữa thì mình phải ngủ thôi. Mình đâu dập anh đấy rồi. Mà hành trình Bắc Nam như thế này á, thì cái đoạn đường nào anh thấy là đoạn đường đi khó khăn nhất không? Khó khăn là sao? Cái đường nó xấu hoặc là nó nguy hiểm cho bản thân mình á. Quốc lộ 1 thì chỉ có cái đoạn đường Phú Yên làm đoạn đường đó là nó xấu nhất. Như là vào dịp mùa mưa năm nào là cái đoạn đường từ Bình Định đến Phú Yên là nó hỏng, bị sói lở, ổ gà nhiều. Đi khỏi nghe đi. Chắc tiện thì tối nay mình sẽ review những cái nút bấm nè, những cái cuộc sống của anh nè. Quá trời nút ha. Để tìm hiểu hết mấy cái nút thì không cũng mệt á. Xe công á, mỗi lần mà di á là nó là tay lay nghịch, cho nên là cái đầu cua á, nó khác biệt so với những cái xe bình thường. Và cái việc thậm chí như bác tài lái 1-2 năm, nhưng mà cái việc di cũng rất khó khăn. Và trong tất cả các loại xe thì xe container là một trong những cái phương tiện mà lái cực khổ nhất. Và hôm nay thì mấy anh em cũng có dịp ngồi trò chuyện với anh Cương để cho các bác các chị rõ hơn về cái hành trình anh em tài xế Bắc Nam 2.000 cây số như thế nào. Và đang lúc trò chuyện thì anh Cương bật lại cái máy điều hòa. Đây là cái máy điều hòa đo nhiệt độ từ cái công lạnh ở phía sau. Trên xe công của anh thì đang chở hàng nông sản, đó là mít, và nhiệt độ phải đảm bảo từ 10 25 ngày thì mình nghĩ là thật ra 25 ngày sinh hoạt mà không nước nôi nè, ăn uống nè, vệ sinh nè, tắm rửa, nó điều thì rất là khó, và chỉ những người tài xế họ đã từng trải họ mới hiểu được cái cảm giác đó thôi. Còn cái việc mình nói trải qua một ngày từ sáng đến chiều chẳng khác nào là ở trong một cái phòng kính. Em cứ nghĩ đi, thì sinh hoạt không có chỗ ăn, tất cả đều phải dựa vào xe này. Nhưng khi đó thì cái việc giặt giũ của anh và tắm rửa của anh như thế nào hả anh Cương? Thì nước sinh hoạt thì mình xe thì mình bắt mấy cái phi nước sinh hoạt, nếu mà nằm lâu quá thì nó cũng dùng, mình phải tới những điểm mà có nước đó để mình lấy nước mình dùng. Thời tiết nó nóng thì nó còn đỡ, nhưng thời tiết mấy hôm nay thì trời nó rét, rất là tắm giặt đồ rất là khổ, không có nước nóng nên là cực lắm. Hôm nay hai anh em mình từ Sài Gòn ra ngoài Bắc mà phải mặc hai cái áo lạnh để giữ nhiệt ấm cơ thể. Nếu mà trong bây giờ mà lên trên Lạng Sơn á, mà cái nơi mà cách cao hơn mực nước biển tới 600 m, lúc đó là lạnh cỡ nào nữa anh Hùng? Mà tắm mà không có nước ấm thì khủng khiếp lắm. Đúng rồi. Thật ra thì mấy ngày ở với em ở Sài Gòn á, thì cái không khí của Sài Gòn nó là nó nóng, nó nhiệt độ tầm 25 đến 28, có khi 33 độ C. Nhưng mà hôm nay thì giờ Hà Nội này thì nó là 15 độ C. Nhưng mà lúc đầu thì hai anh em này chỉ người mặc một cái áo mát thôi, và sau đó thì mới chồng đi một cái áo chống lạnh ở ngoài nữa. Nhưng mà hiện nay vẫn còn tê chân. Không biết thì khi mà lên Lạng Sơn đó thì cái nhiệt độ dao động theo anh biết thì nó khoảng chừng 4 đến 5 độ, có đôi lúc nhiệt độ nó xuống thấp khoảng 1-2 độ. Thì không biết là cái khó khăn gì sẽ đợi hai anh em mình để cùng đồng hành với Bắc Tài hay không ha. Thường thì Bắc Tài mấy giờ mới ăn cơm trưa? Thì bắt đầu bắt chạch anh, không có đúng giờ đâu. Đi tới cái đoạn nào mà có quán cơm thường hay ăn á, với mấy quán cơm lạ này không vào ấy, không hợp khẩu vị của mình nên phải canh. Nên anh em lái xe thì thành phố bắt đầu bắt chạch, không đúng giờ được lắm ở nhà. Mà ăn cơm đường cháo chợ riết cũng ngán đó nha. Đúng rồi. So, mỗi chuyến ngày, mỗi bữa cơm như vậy thì chủ xe họ sẽ hỗ trợ tiền cơm mình không? Chung thì chủ xe người ta cho tiền cơm mình là một ngày là 400 ngàn. Là hai anh em luôn á? Đúng rồi. Là mỗi ngày mỗi người 200, ăn cơm ngoài đường, dọc đường. Giờ thì đang đi hướng về Bắc Giang. Ngã qua đây là Lạng Sơn đúng không? Ở thành phố Bắc Giang. Bắc Tài thì đi nhiều nhưng mà cứ suốt ở trên xe suốt à. Trên cái đoạn đường này thì đi về cửa khẩu Hữu Nghị thì mình sẽ nhờ anh Cương chia sẻ đôi chút về cái cuộc sống của người tài xế công, và đặc biệt là tài xế đường dài Bắc Nam như thế này. Đối với những cái chuyến xe dài á, thì nó gặp không ít khó khăn về cái vấn đề mà ăn uống, sinh hoạt, rồi ăn ngủ như thế nào. Thì anh Cương hôm nay có thể chia sẻ cho em để mà Phong và cùng mọi người cùng hiểu thêm anh Cương. Thì đi trên đường thì hai anh em thì thay phiên nhau nghỉ ngơi, một người chạy, một người lái, đi một người ngủ, đặt chỗ ngủ. Để có sức mà ca sau để mình chạy tiếp. Ra tới cửa khẩu thì vẫn như thế thôi, hai anh em vẫn thay nhau. Người như ban đêm thì một người ngủ, một người canh lạnh, thế hai anh em thay phiên nhau. Mát. Hàng lạnh thì phải người ta nói là có nhiều cách lựa chọn phương tiện để di chuyển. Ở trong đó thì chở xe công hàng nóng á, thì không phải áp lực về cái việc đó canh nhiệt độ hàng hóa. Nhưng vì sao anh không lựa chọn những cái xe công hàng nóng cho nó khỏe hơn so với chạy những cái xe hàng lạnh như thế này? Bây giờ cái xe nào đâu có vất vả của nó. Đối với hàng nóng thì vất vả như thế nào anh? nóng thì mình phải bốc hàng bốc khó rồi, phải kèo bạc rồi. À, là mình luôn cả cái chuyện vận chuyển luôn. Gần có khi nào trong cái chuyến hàng mà trở từ nông sản từ miền Tây đi Trung Quốc á, thì anh chạy một mình anh không? Nguyên ôm cả xe không? Có chứ. Lúc thì bây giờ tình hình từ dịch tới giờ thì đa số anh em lái xe là đi một mình hết. Đi một mình? Thứ nhất là tiết kiệm chi phí, thứ hai là kiếm đồng tiền tài để mình chạy một chuyến một tháng trời. Nếu mà đi hai người á thì mỗi người chỉ có 6 triệu thôi. Mà nếu mình đi một tháng trời và chỉ có 6 triệu không có đủ chi phí gia đình, nên là anh em phải chịu khổ là đi một tài, vừa tiết kiệm ăn uống vừa có đồng tiền lương về gia đình. Như vậy là một cái chuyến hàng thuận lợi chở nông sản với cái lộ trình 2.000 cây số như vậy á, là mỗi bắt tay sẽ được 6 triệu đồng. Và mùa dịch này thì đang khó khăn về cái chuyện là bị ùn ứ, cho nên là các bắt tay phần lớn là chạy một mình thôi, thì sẽ được tổng chi phí là 12 triệu. Nhưng nó bù lại một cái nữa là anh Cương, đó là mình không đủ sức. Từ miền Nam mà chạy ra đây ít nhất mất phải 2 đêm một ngày. Thì như vậy làm sao mà thời gian đâu mình nghỉ ngơi, mình tái tạo năng lượng được. Mình phải tranh thủ thôi, ban đêm này mình buồn ngủ thì mình chợp mắt 2-3 tiếng đồng hồ chạy đi tiếp. Làm thế nào để anh có thể duy trì được cái sự thức của anh đó? Có nghĩa là khi mà anh chạy á, thì anh ít ngủ nè, thì nó rất là đuối cho cơ thể của mình. Thì đoạn đường dài nên phải tìm mọi cách để mà anh thức, để mà anh lái. Thì mình dùng cà phê rồi với nước tăng lực vào hút được. Em thì đợt trước em đi chung với mấy anh em tài xế thì em thấy cái tình trạng đó là ngủ dọc đường thì bị mất cấp. Mất cấp bình ắc quy nè, rồi bỏ thuốc mê nè. Lo ngại cái chuyện đó, thì đó giờ anh có bị tình trạng như vậy không? Có chứ. Bây giờ mình đi dọc đường, mình đi một mình thì kiếm vào những cây xăng, cây dầu đó, cộng đại mình đổ mình ngủ vài tiếng đồng hồ dậy mình đi tiếp, không dám đổ dọc đường đâu. Cái điều mà đổ dọc đường sợ nhất là gì anh? Nhất là đổ dọc đường là xe cộ hay là khẩn cấp. Có tình trạng bỏ thuốc mê rồi lấy tài sản của mình không? Có chứ anh, khá nhiều lắm. Còn những ngày đậu ở dọc quốc lộ 1 đang trong cái tình trạng hàng hóa nó ùn ứ như thế này á, thì đậu ở quốc lộ cũng như là mình cũng đang ngủ dọc đường thì mình có sợ không? Nói chung thì ban đêm thì mình phải vừa, nếu mình đi một người thì mình gần như là thích tránh đêm mà. Vừa mình phải canh lạnh nè, phải trong xe. À, mình quên một cái chi tiết anh Hồ. Chạy xe hàng lạnh á, thì ngủ không bao giờ dám ngủ quá hơn 1 tiếng đồng hồ. Tại vì anh phải thức dậy để canh lại cái nhiệt độ. Thì như anh Cương chia sẻ là anh chạy đường dài như vậy, chạy một mình anh á, anh ngủ giỏi lắm mà. Mấy tiếng anh? Nếu mà chạy một tài thì một đêm mình ngủ tầm 3 tiếng. 3 tiếng? Trong 3 tiếng đó anh có ngủ trọn vẹn không? Hay là anh phải chập chờn để canh lại nhiệt độ? Nếu ngủ thì tranh thủ ngủ thì cũng phải trọn vẹn. Có thể tách máy lạnh ngủ. Có nghĩa là khi mặt hàng mà nó chạy đủ lạnh rồi thì mình tắt để tiết kiệm nhiên liệu, rồi sau mình canh thời gian khoảng bao lâu thì mình sẽ bật nó lại, bật cái không lạnh rồi sao lên lại anh Cương? Tùy theo loại hàng anh. Đa số thì xoài thì mình thử 2 tiếng mình chạy lại, còn những cái hàng mít ra thì cái máy lạnh là hoạt động như là liên tục, cho nên là phải canh bật liên tục. Anh có một điều mà em muốn hỏi vui với anh Cương á, là người ta nói bắt tài á thì có rất là nhiều con gửi. Cái câu chuyện nó như thế nào anh chia sẻ thêm được không? Chia sẻ thêm được không anh? Đó thì bây giờ nói những chuyện đó thì giờ ngăn ngừa biệt là một số tỉnh á, miền Trung người ta ngại như thế này nè anh, rất ngại cái việc mà gả con gái của họ cho các tài xế, tại vì họ nghĩ rằng là con gái họ sẽ tương lai á, xa chồng rồi cũng không ổn định. Thì khi mà anh nghe cái quan điểm như vậy anh có buồn không? Lúc đó anh quen vợ anh thì có gặp cái trắc trở gì không? Thì công việc thì mình cũng cho người yêu hay là bồ mình biết thôi, thì có giấu gì đâu. Đấy là cái ngờ của mình rồi, người ta có chấp nhận được thì đã ấm thôi. Giờ lấy xe mà đi ở ngoài đường suốt ngày có ở nhà bao nhiêu đâu. Nhân tiện đây thì hỏi thêm về cái duyên của anh Cương với cái nghề tài xế luôn anh. Đúng. Thì từ đâu anh bắt đầu bén duyên với cái nghề lái xe đường dài như thế này? Chúng mình cũng lâu rồi, nhưng mà nghỉ học cấp 3 thì mình đi học ngờ vài ngờ rồi, nhưng mà thấy nó không hợp. Đi theo xe thì thấy nó hợp với mình, theo đuổi luôn tới giờ. Chia sẻ thêm cho anh Hồ biết á, là ở Bình Định á, nó có một cái khu vực được gọi là thủ phủ của tài xế đường dài, ngã ba Tam Quan đúng không anh? Bình Định là tài xế nhiều lắm, tài xế chuyên về chạy xe container này, chuyên cả một cái làng luôn, nhiều cả nước luôn, nhiều nhất cả nước luôn. Cho nên là có thể là anh Cương là người Bình Định, có thể là thấy những cái anh em đi trước, người đi trước rước người đi sau theo nghề. Nguyên một cái làng Bình Định, cái dịp này anh em mình về Bình Định á, tìm hiểu cũng hay lắm á, trở thành một cái nghề truyền thống luôn hả? Dạ, thậm chí có những chị nữ còn lái xe cả container ở cái làng đó luôn. Phong nói thì anh mới hiểu, chứ thật ra thì trước đây anh nghĩ tài xế Việt Nam thì đa số là các anh ở ngoài miền, hoặc là các chú ở ngoài miền Bắc thôi, tại vì về cái địa hình đó thì miền Trung nó chưa hiểm trở bằng miền Bắc của mình. Miền Bắc thì cực kỳ đèo và hiểm trở, nhưng mà một làng nghề mà tài xế lại xuất phát từ Bình Định. Bình Định khá là nhiều. Anh Cương, anh đi một chuyến 2-3 ngày nhiều, đôi khi có những chuyến anh đi rất là lâu như anh chia sẻ, thì vợ anh có buồn không? Nói chung thì lâu rồi thì cũng quen. Bây giờ tao chồng tài xế thì phải chấp nhận rồi. Anh với chị là có bao nhiêu người con rồi? Một người con. Yeah. Con anh lớn chưa anh Cưng? 14 tuổi. Thấy ba lái xe gì con thích không? Thích đi theo xe hay là như thế nào không anh? Mê xe lắm anh. Mê. Và có lần nào trên mùa hè có dịp nào anh chở con lên trên xe này đi cùng với anh không? Không, đây con còn nhỏ. Còn nhỏ. Mà chắc tương lai hè rồi con lớn lớn đi học cũng cho đi theo 1-2 chuyến cho biết trải nghiệm. Yeah, với cái nghề của ba. Nghỉ hè rồi cho đi chơi. Đi xe lâu ngày về nhà con mừng quá theo ba biết. Đó, giờ kỷ niệm nào anh nhớ nhất khi mà đi một cái chuyến dài xong về gặp con mình, gặp vợ mình không? Cái ảnh nào ấn tượng nhất không? Đứa con chắc có lẽ thấy mỗi lần ba đi về là chắc cũng mừng lắm ha. Đúng rồi anh. Số mình về buổi tối là nhiều, chuyện một tiếng hàng mình đi ra đấy, chỉ ghé về nhà 2-3 tiếng đồng hồ. Giờ con cái hàng đi ra là mình không có thể nào mà dừng đổ lâu được. Nếu ở lâu thì ra thì nó đỡ thời gian mà đợi là đủ hàng. Ta sẽ rơi vào những cước mình. Nghe anh Cương chia sẻ mà cảm thấy nó như thế nào á, có nghĩa là tranh thủ chuyến hàng đi về á thì gặp con chỉ 1-2 giờ đồng hồ rồi đi vô tiếp, còn chuyến đi ra thì không lấy nào được con được. Chuyến đi ra là chở hàng nông sản phải kịp cái khung giờ nhập làm thủ tục hải quan thông quan, cho nên là phải tranh thủ thật nhanh. Rồi cô bác quý anh chị, đây là cái chiếc xe container mà Bùi Hồ cùng với lại Phong mới vừa đồng hành với lại anh Cương. Và hôm nay thì đang đến địa phận của tỉnh Lạng Sơn. Thì ba anh em, mấy anh em sẽ ghé vô ăn trưa hay không ha? Cô bác quý anh chị sẽ thấy đây, đây là một chiếc xe. Anh mà may là cái chân nó dài đó, chân ngắn không biết sao xuống không? Nhìn ở phía ngồi thì rất là nhỏ đúng không? Nhưng mà không gian bên trong siêu rộng. Đúng rồi, đây là cả một cái không gian siêu rộng nữa. Chút xíu nữa thì mình sẽ chia sẻ về cái ở đây nè. Tên xe công này nó có những cái điểm mù mà nhìn xuống ở dưới này không thấy, mà phải thông qua những cái hệ thống kiến ở trên kia. Xe này là một cái dòng xe của hãng Trung Quốc, có tên là Hovo, mà người tài xế hay gọi là xe hổ bồ. Thì cái diện tích nó nhỏ hơn, điểm mù nó ít hơn, nhưng mà cũng tương đối có nhiều điểm mù. Còn nếu mà một chiếc xe công mà dịp chiều nay mà đi mà thấy cái xe của Mỹ á, mình sẽ thấy là cái điểm mù nó còn nhiều hơn nữa. Lúc đó sẽ thấy được rằng là cái độ nguy hiểm khi mà ngồi trên xe và bắt tay phải căng não như thế nào. Đúng rồi. Bây giờ mời anh Cương vô ăn cơm. Đi cùng với mình có Thanh với lại anh Cương, và lúc nãy thì anh Cương là ngồi lái và Thanh đang dọn này. Mặc dù là xe gần nhưng mà máy Cương, máy lạnh Cương luôn được sản xuất như thế này nè cô bác anh chị, phải đóng lòng cực kỳ lớn không? Xuống ăn cơm Thanh ơi. Hả? Bên trong là mic và anh em tài xế sẽ kiểm tra hàng. Ồ, những cái bức nhìn đẹp ghê ha. Cơm ghê luôn á. Cái hồ đưa cầm máy chứ, leo lên này. Lần đầu tiên mà được thử cơm một chiếc xe container. Và đặc biệt là trong cái thùng container như thế này, việc mà lên đây là rất là quý luôn. Các anh đang kiểm tra lại hàng hả anh? Ừ, kiểm tra. Dạ. Đây là những trái mít mà được băng bó lại như thế này. Được đóng tem nhãn của Trung Quốc. Và theo chia sẻ của anh Cương thì ở đây là có khoảng 22 đến 25 tấn. 22 đến 25 tấn. Trước khi mà xe container lăn bánh á, thì mấy anh em tài xế sẽ kiểm tra lại nhiệt độ để đo rằng là chắc chắn là những chiếc quả mít này nó có bị hư hay không. Và áp lực cực kỳ lớn, mọi người thể thấy là được xếp khá là gọn. Và lúc nào trong cái thùng này cũng phải chạy nhiệt độ đảm bảo từ 8, từ 10 hoặc là 12 độ để đảm bảo an toàn cho hàng nông sản. Đầu tiên mình thấy những quả mít được bọc kỹ càng như thế này ha, đẹp trai ghê á. Không ngờ là những cái trái mít sau khi nữa mà được đóng gói và đóng đẹp đẽ hình thù, nó đẹp đẽ như thế này thì ở đây chúng ta nhận thấy được dán những cái nhãn dán của Trung Quốc nè. Đó. Với 25 tấn hàng. Và sau khi mình dùng cơm xong thì anh Cương sẽ kiểm tra lại hàng hóa sau lưng ở cái thùng hàng của mình để coi cái nhiệt độ nó đã đủ chưa. Mỗi lần ngừng là mình phải kiểm tra vậy hả anh Cương? Ngày mình kiểm tra một lần. Dạ. Tiếp tục hành trình hay không ha?